Hello, đây là cái vườn cải của nhà mình nha. Đó, bây giờ nó nở, nó hoa này, sum xê vậy. Lý do để nó hoa như vậy là mình cũng có trái. Đó, nó có trái giống vậy này. Thì mình bây giờ mình thu hoạch nó, xong rồi sang năm á, mình phơi khô. Thu hoạch cái này xong, mình phơi khô nó đi. Xong rồi mình có mấy cái non, nhưng mà không sao tại vì nó nhiều quá, cho nên mình không cần thiết. Thì mình sẽ nhổ bỏ nó lên như vậy, xong rồi mình phơi nó khô, xong rồi mình lấy cái hột nó nha. Thì nó đơn giản thôi, nhổ nè. Thì cái này cũng còn hột non nhiều lắm, nhưng mà hột già cũng nhiều rồi, nhưng mà mình cần cái chỗ này để mình trồng tiếp cái vụ thứ hai, chứ để hồi vậy thì nó chướng chỗ quá. Mà theo mình nghĩ thì hộp này thì cũng quá nhiều, cũng có thể mình xài cũng 2 năm mới hết á, cho nên nó dù cho có non xíu thì không có sao. Nhổ nó đó, nhổ nó mình luộc nó thôi vậy. Thì xong mình bỏ trên một cái gì đó để nó khô nha. Khi nó khô thì cái trái này nó sẽ rụng xuống, thì trong đó có hột có trống. Nó một hột là một cây, mà biết bao nhiêu hột không, cho nên mình không có quan trọng. Nó cũng có một số còn non nhưng không quan trọng, vậy nhiều lắm. Đó, đây mình cần cái khoảng đất này để mình trồng thêm được nữa mà ăn. Nói chứ mình tự trồng thì nó cải nó rất là ngon, nó ngọt và lại nó tươi. Đó, chừng đó biết bao nhiêu là hột phải không? Chừng đó biết bao nhiêu là giống, làm giống là thoải mái luôn nha. Đó, bạn nào cần giống cải ba xanh thì liên hệ với mình sẽ gửi tặng cho. Hoa rất là đẹp nha. Đó, còn mấy cây này mình ăn không hết này. Ghê không? Cái lá nó bự không? Lá nó bự không? Đó, cái bà xanh đó. Cái bà xanh là mình ăn không hết này. Đó, còn bên này mình phá rồi. Mình phá, mình trồng được thứ hai. Đó, còn bên này nhiều lắm, ăn không hết. Còn cái cây, cái khổ qua của mình nó đang bò được cái này ha. Chắc bắt đầu có trái rồi. Đó, nó có trái rồi, có một số trái rồi, không có nhiều lắm nhưng mà cũng có rồi. À, đây ví dụ đây một trái này. Đó một trái đó. Thì mỗi gốc nó sẽ có một trái nha, nhiều lắm. Thì cái này cỡ một tháng nữa mới nhiều. Đó, còn giống ở đây, sau khi mình xong mình bỏ mình phơi khô nó đi, sau mình đập nó cho nó rớt cái hột ra, rồi mình giữ cái hột lại cho xong.